Trong đợt điều chỉnh hạn mức tín dụng vừa qua thì mức tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ước tính sẽ tăng thêm khoảng 2%, thấp hơn so với các kỳ vọng của thành viên thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thực tế này cũng tạo ra dư địa để Ngân hàng Nhà nước có thể có thêm một đợt điều chỉnh hạn mức tín dụng vào cuối năm nay. Ước tính của công ty chứng khoán ACBS dựa trên số liệu cập nhật từ nhiều ngân hàng cũng cho rằng hạn mức tăng trưởng tín dụng mới cho các tổ chức tín dụng tương đương mức tăng 2% so với cuối năm 2021, tức là vào khoảng 209 tỷ đồng. Các chuyên gia công ty chứng khoán VCBS đánh giá hạn mức tín dụng tăng thêm là khá thấp so với kỳ vọng, đồng thời đưa ra dự báo hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2022 là khoảng 14% và được phân bổ theo nhiều đợt với khả năng là từ 2 đến 3% mỗi đợt. Còn theo tính toán của BVCS, nếu giữ mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 14% cho cả năm 2022, sau đợt nới hạn mức tín dụng vào tuần trước vẫn còn khoảng 4,09% hạn mức tín dụng sẽ được cấp cho các ngân hàng, tương đương với 427.160 tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị, giá xăng vừa có lần giảm lần thứ 7 trong vòng 2,5 tháng qua. Đây là tín hiệu vui đối với nhiều người sử dụng phương tiện ô tô đi lại như hiện nay. Không còn lo lắng tính toán chi li như trước đây nữa, mà nhiều người đã thoải mái để đổ đầy bình xăng phục vụ cho việc đi lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường xăng dầu trên thế giới còn nhiều biến động như hiện nay, thì lái xe mong muốn những giải pháp bền vững và lâu dài hơn để mặt hàng trong nước không bị xáo trộn quá nhiều. Sau kỳ điều chỉnh chiều ngày 12 tháng 9, giá xăng E5 có giá bán là 22.230 đồng một lít, giá xăng RON 95 là 23.210 đồng một lít. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022 đến nay. Với mức giá như hiện nay, người dùng ô tô đã tiết kiệm được số tiền khá lớn khi đổ đầy bình xăng so với thời điểm giá xăng đạt đỉnh vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2022. Để đổ đầy bình với xe ô tô Toyota Vios, người dân tốn khoảng 975.030 đồng, Honda City là 928.600 đồng, Mazda CX-5 khoảng 1.340 đồng, xe Toyota Camry 2.0 là khoảng 1.392.900 đồng. Những loại xe có dung tích lớn hơn như xe VinFast Lux A2.0, tài xế cần chi khoảng 1.625.050 đồng. Hyundai Santa Fe là 1.648.265 đồng. Còn xe Toyota Land Cruiser Prado đổ đầy bình là 2.019.705 đồng. Người tiêu dùng cảm thấy vui mừng trước mức giá xăng dầu hiện tại. Tình hình như này nói chung là dễ thở hơn một tí. 23.000 đấy thì là hợp lý. Là hợp lý với cả cái giá thời điểm bây giờ là giảm đi này chắc là cũng được, dễ đỡ hơn chút thôi, khoảng tăng lên một chút thu nhập một 200 nữa. Nhà nước mình giảm được như thế thì anh em lái xe bọn mình thì cũng đỡ đi được chi phí, mình cũng cảm thấy là cũng đỡ, vì mấy ngày trước như là xăng tăng như thế anh em làm cảm thấy nó đổ hao xăng mà cảm thấy là thu nhập mà không cầm về được bao nhiêu cả. Tuy nhiên, thực tế phản ánh của người dân vẫn còn tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu treo biển hết hàng. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng để xử lý các hành vi găm hàng, trục lợi. Nhân viên thông báo hết xăng. Họ có nói vì sao mà hết xăng không ạ? Không nói vì sao cả, thì bảo hết xăng. Nhưng mà ở cây này thì mình có thấy là thường xuyên xảy ra tình trạng hết xăng này không? Không, cây này thì mình đổ liên tục, không có, nhưng mà chỉ có hôm nay có hiện tượng. Công thương đã dám ngừng kinh doanh của một số cửa hàng trước đây không có đâu, mà bao nhiêu đấy đã là dám đình chỉ lại, tôi cho cái là cái rất tốt, đây là một cái xử lý tương đối nghiêm khắc thì tôi cho là tốt. Mà tới đây tôi nghĩ cũng là cũng sẽ, vì là các đồng chí cũng đã có kiểm tra xem là nơi nào là phải nói thật là nói dối là mình còn xăng mà vì là muốn găm lại để không bán xăng cho dân để chờ tăng giá, thì tôi cho cái chuyện này tôi nghĩ là Bộ Công Thương bước đầu đã làm được, nhưng tôi nghĩ đề nghị Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra và đề nghị có cái quản lý. Và nếu các ông chí, tôi nghĩ là các ông chí có đầy đủ cái năng lực để quản lý được, các ông chí biết khi các ông chí cấp bán dầu nhưng hoặc là các thứ cái quản lý kinh doanh, các ông chí biết là kho họ có bao nhiêu, họ bán bao nhiêu, cái chuyện tôi nghĩ có thể quản được. Xăng dầu giảm giá là một tín hiệu vui với người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường xăng dầu trên thế giới còn nhiều biến động như hiện nay, vẫn cần một cơ chế giám sát chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, tránh các hành vi găm hàng, trục lợi xăng dầu. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định, Bộ Tài chính đã công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 2 năm 2022. Theo đó, số dư quỹ bình ổn giá đến hết quý 2 năm 2022, tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 là 310,794 tỷ đồng.
Trong quý 2, tổng số tiền trích quỹ bình ổn giá là 1.007,807 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá trong quý 2 là 526,726 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá dương trong quý 2 năm 2022 là 1,426 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá âm trong quý 2 năm 2022 là 1,792 triệu đồng. Trước đó, số dư quỹ bình ổn giá tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2022 là âm 169,920 tỷ đồng. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2022, ước tính Việt Nam đã chi hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ để nhập rau quả các loại, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu rau quả lại giảm 14,6%, giá trị kim ngạch còn 2,15 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, giá trị nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc tăng đến 64% trong 7 tháng đầu năm với gần 388 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, ngoài thuận lợi về vị trí địa lý, giá bán cạnh tranh, trái cây Trung Quốc đang được xuất sang Việt Nam nhiều nhờ sản lượng trồng trọt ngày càng tăng. Trong khi đó, thời gian qua, trái cây Việt Nam vẫn còn gặp khó khi xuất qua Trung Quốc vì chính sách Zero Covid của nước này. Theo ghi nhận, các loại trái cây nhập khẩu từ Úc, New Zealand, chủ yếu là táo, cam, nho, lê, đang được các siêu thị bán ra với giá khá tốt, như táo các loại phổ biến là 45-90.000 đồng 1 kg, cam từ 60-85.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mặt hàng trái cây Trung Quốc giá còn rẻ hơn như táo và lê có giá trung bình là 35.000 đồng 1 kg, nho 40-70.000 đồng 1 kg tùy loại. Theo thống kê Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 729 triệu đô la Mỹ, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2021. Lạm phát, biến động giá cước vận chuyển và nguyên nhân sau đỉnh dịch COVID-19 đã làm cho giá sản phẩm cá ngừ cũng như hoạt động xuất khẩu cá ngừ có sự biến động lớn trong 8 tháng năm 2022. Thị trường Mỹ, châu Âu đang phải đối mặt với lạm phát và người dân cũng lựa chọn thực phẩm giá rẻ là một trong những cách vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa cân đối nguồn thu nhập. Trong đó, thị trường Bỉ là một trong 7 thị trường tăng nhập khẩu cá ngừ Việt Nam thời gian trước và trong giai đoạn lạm phát. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Bỉ 8 tháng trước đạt 13,7 triệu đô, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2021. Đại diện Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản VASEP chia sẻ, giá cá ngừ hiện đã tăng giá trong tháng 8 năm 2022. Đến tháng 9 được dự báo sẽ tăng cao hơn so với tháng 8. Cụ thể, giá cá ngừ vằn nguyên con đông lạnh có thể đạt 1.800 USD một tấn, tăng 200 USD một tấn so với tháng 8.